Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay đã có gần 1 triệu tỷ đồng đã được các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215.000 khách hàng với dư nợ 138.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho hơn 320.000 khách hàng với dư nợ gần 1,13 triệu tỷ, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23 tháng 1 đến nay đạt hơn 659.000 tỷ đồng với hơn 188.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 đến 2,5% một năm so với trước dịch. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng huy động kỳ hạn 1 năm. Bên cạnh các chính sách giảm lãi suất, ứng dụng công nghệ số để giải quyết nhanh các thủ tục, đề xuất của doanh nghiệp cũng được các ngân hàng triệt để thực hiện.